Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Dying Light cùng với Andy CRV. Ghê quá. CRV đã vô thế giới. Trong tập trước thì chúng ta đã Carry him, I'm here. Make sure they see you and know who you are. You don't want to sneak up on them. That's a good way to catch a bullet. Trong tập trước chúng ta đã kid. Nói chuyện với lại Ryan. You're going to need it. Nhưng mà không hiểu lý do vì sao lần này chúng ta phải quay trở lại để nói chuyện. Bắn phá gì đó. Còn con nữa kìa. Sau lưng, sau lưng. Oh. Đó. Ôi. Headshot. Bắn nhanh quá không? Ghê chưa? Rồi, đi vô trọng gặp Rai là vừa đó. Con xin quá trời trời. Nó mượn cây đi. Cầm thử chơi. Không cho mượn luôn. Thôi vô chắc vô làm nhiệm vụ nó mới cho. Nói chuyện với Karim, Karim ở đâu? Ê, có bánh rồi mày. Sô-cô-la hả? Vô đây nè. Chắc cái đó là C4 bánh. C4 chứ mày. C4. Sô-cô-la bánh miệng nghe con. I met Rice and Jade's right. He's a psych. Anh đang tập bắn súng hả? Tower Trash. Ồ, được á. Karim. Đây nè, đâu rồi? Đây có shop kìa. Bán shop. Bớt đồ đi. Bán đồ đi. Rồi, xong chưa? Qua đây nói chuyện coi. Nghiên cứu gì, nghiên cứu lâu quá vậy? Rồi, bán bớt rồi. Bán bớt đồ thôi. There you are. Rice said you'd be coming by. I'm Karim. Crane. An American. I have an uncle there. Lives in Texas. You from Texas? You a cowboy? I'm from Chicago. Okay, Al Capone. Chicago. We'll be in constant contact over the radio. That way I can make sure you get where you need to go. And where's that exactly? You're going to be climbing antenna towers and switching on shortwave radio modulators. Most of my men are too slow, too fat, or too drunk to climb a tower like that without killing themselves. And if I do this, I'll get the answers in? That's between you and Rice. I know better than to speak for him. Just don't fail. He doesn't handle disappointment very well. Rồi xong rồi đó. Chúng ta nói chuyện, chúng ta biết được thông tin. Bây giờ phải đi kích hoạt mấy cái cột antenna. Antenna. Ten. Kích hoạt mấy cột anten. Sau khi kích hoạt xong thì mới biết được. Bởi vì mấy thằng lính ở đây á, nó vừa mập vừa lười vừa xỉn. Cho nên nó không leo nổi. Ở đây có gì vậy? Leave the building. Ơi đang cầm cái mã tấu kìa. Trời ơi đẹp ghê. Cho mượn coi. Giật. Giật chạy. Thằng đang ngồi nè. Không đạp nó được. Đạp nó đưa lấy cây mã tấu. Trong này có gì không? Làm ví dụ cho mấy thằng này nó mới ra. Phòng thay đồ. Có phòng ngủ thôi à. Thôi khỏi đâu. Giờ này ra ban đêm để làm còn một cái nhiệm vụ nữa. Just met a guy named Karim. He's like Rice's major domo, I guess. Hình như trời đang tối á. Trời tối. Đó. Trời tối. Ê, nhiệm vụ kia làm được á. Nhiệm vụ nào ta? Cái nhiệm vụ mà đi thắp sáng cái chỗ ngay mấy cái tủ điện á. À. Nhớ cái đó không? Nhớ. Quốc đi. Phone tịch nè. Chuyển sang qua đó. Nằm đầu à? Nó thử rồi. Ôi hơi xa đó nha. Không biết chạy kịp không nữa. Co qua thôi. Thôi co qua hả? May là trời tối nha các bạn. Trời tối đồng nghĩa với tội ác xuất hiện. Có súng mà sợ gì. Ui da. Ui. Phải mở đèn lên. Ui cho rồi. Bà con dễ câu. Mở đèn lên có hàng kia thấy á. Đó, để soi à. Thấy xe EV chạy trước không? Gì vậy? Có tiếng gì vậy ta? Nào sau lưng vậy? Thông báo giờ ngủ. Hồn mày. Ghê chưa? The night is coming. Một em nightmare đã xuất hiện trước mặt. Ai đi?
Ủa đi đường này là phải leo núi à? Chết bậy rồi. Đường này phải leo núi á. Đâu? Đi vòng. Đi vòng qua. Ơi này mẹ bên phải kìa. Phải kệ nó. Không thấy mình phải. Thôi mình chạy luôn. Chơi không? Phải có con trước mặt kìa, tắt đèn, tắt đèn. Ồ, tối thui luôn, hết thấy. Rồi thôi. Qua luôn. Ồ, nó thấy rồi kìa. Thấy rồi, chạy thôi. Đang đâu vậy? À, chứ, chạy về phía trước, chạy đâu vậy? Ôi, con nữa. Go. Nó bị dướng gì vậy? Go. Gì bị dính vậy? Bị dướng cái địt. Mở đèn lên coi. Mày đang ở trong đường hầm á. Ủa? Tao bắn cái con Nightmare rồi, tao lấy đồ coi, trời quá chứ tiền luôn. Bắn chết luôn. Con Nightmare đang chạy sau lưng. Ừ, bắn chết luôn. Có súng bắn chết. Tao bị dướng cái con Nightmare nó cũng bị dướng. Cái tao ngắm cái đầu bắn hai phát. Có tài. Ui. Ui. Súng sướng quá ha. Ôi quá trời luôn. Ủa. Đó bắn kìa. Lưng mày kìa. Đó chạy tới kìa, quất nó. Con ba con luôn nha. Không nha. Ôi chạy chạy chạy. Ghê quá. Hết. Đông quá đông quá đông quá. Chạy trước đi rồi. Rồi. Xong tao luôn rồi. Đừng lo, mày sẽ được respawn lại. Mà tao chạy trước đây. Này thì súng. Súng hả mày? Nó cần chạy lại cứu mày không ta? Không. Gần mày luôn rồi. Đi ra, đi ra. Ê ơi, có tiếng động rồi, thôi núp đi, núp đi. Tắt đèn đi ba. Ở đây nó có cái light trap nè, dụ mấy con Nightmare vô. Dụ tụi nó vô. Này hả? Ủa. Đây hả? Ủa, mấy con Nightmare sợ này lắm. Dụ vô, dụ vô. Ủa, đang bắn kìa. Thứ đèn kìa, nó chạy lại nè, đó rồi đó. Chuẩn bị activate light trap khi nó chạy vô nha. Con Nightmare sắp tới kìa. Sau lưng có con kìa. Đâu phải đâu, sau lưng có con Nightmare kìa. Rồi, vô. Rồi, mở đi, mở đi. Không xi nhê gì hết. Đó, nó bị cháy kìa, thấy không? Ôi, một em nữa. Ủa, chị thương lúc nào tao đâu quên rồi. Ờ, hát hả? Thôi, trời ơi. Dạ, hết. Hết đánh kích rồi hả? Mẹ cái kia rồi, ừ. Căng chưa? Dẫn mặt hả mày? Quậy phá. Đi đêm có ngày gặp ma. Đêm có người gặp ma. Ây dạ, ôi cha, còn một giọt. Nhảy hụt, pha co hụt. Không thể nào tin được, pha co hụt. Bữa nay là chơi siêu dại luôn á. Hơn lần trước nhiều. Ôi chàng ơi. Chết tạo với mày kích rồi. Mở đèn nó thấy bà con, cho nên cố gắng đừng có mở đèn. Tắt đèn đi. Chết, 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 chết. Chạy qua. Ở đây dí ghê. Ê, quá. Dí quá chừng dí luôn. Không. Cái chỗ cần tới cũng đã tới rồi.
vô đây mấy đứa, vô đây. Vô đây. Rồi live trap activate rồi, hết live trap rồi. Ồ, thở phào nhẹ nhõm khi ta đã tới nơi. Chẳng quá. Chơi dại hả mày? Cho hết tập chơi dại. Vô chưa? Đang vô rồi. Rồi ở trong có con Nightmare nữa kìa. Ủa sao vô cái chỗ đó ta? Đường nào vậy? Qua. Rồi vô tới rồi. Sử. It's done, fire it up now. Hang on. Chích điện tụi nó hả? Folks, you freaks. Đó, chích điện kìa. That was good stuff, Crane. No bullshit. Look, I got a field job to deal with. But when I get back, I'm gonna take care of you. Chích điện chết hai mèo luôn rồi không? Ui, tao leo lên đây cũng bị chích điện hả? Căng chưa? Rồi sao đi ra ta? Đi ra hả? Tao đang ở trong này luôn rồi hả? Ừ, tao cũng vô luôn đây luôn rồi nè. Vô chỗ đứng chỗ luôn. À, phải ngủ. Vô chưa, chạy vô. Leo lên mấy cái tụ. Rồi. Leo lên mấy cái tụ đi. Tớp đâu lấy ra. Ui dạ. Đó leo lên đây nè. À. Rồi vô ngủ. Rồi ngủ, ngày mai có thịt nướng để ăn. Khổ ghê vậy đó. Hai hình. Ngày mai có thịt nướng để ăn. Gì vậy? Sao tao thùi à? Được mấy ngàn điểm buổi luôn chiều rồi. Mà. Tao phải tắt cái đó đi. Tắt bằng niềm tin à. Cái này chỉ có bật chứ không tắt. Ờ, không tắt được. Sao đi ra? Đi ra luôn. Leo lên trên này. À, ê. Leo lên trên này nè, đâu có giật đâu. Ghê thiệt. Vượt qua được thành tựu. Kìa. Cái gì? Tao đâu bị giật đâu, tao đi ra rồi nè. Ra đi rồi nhanh nè. Giọt qua luôn rồi. Giật đâu giật. Cái chị này thường để đầu chọc không ta? Tại vì bị bệnh cho nên bị hói đầu á mày ơi. Công tác GA ở kế bên mình kìa. Đây nè. Vô tới luôn đây, tới đây. Leo lên đây. Xong rồi. Thì có gì trong không? Không, không có gì trơn hết á. Có anh đẹp trai nào ở dưới vậy? Rồi. Làm giật mình mấy. Crane. Report. Just met Rise. There's no question, that's Suleiman. Guy's a psychopath. He's gone from ruthless politician to fucking warlord. Is he aware of your affiliation with us? No. He thinks I'm just a guy from the tower. In fact, he's making me jump through hoops before he'll give me any antizin. Antizin. Continue to do as he asks. Remember, we need that file. Great. Crane out. Giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ là... Giờ đi đâu nữa ta? File communication kìa. Đó. Cái antenna á. Có cái safe house kìa. Mình lên cái safe house ở trên trước đi. Đi. À, đi. Rồi đây. Go. Vô pick lock bên này. Đâu? Đây nè. Bà bảnh pick lock kìa. Chờ nó pick lock. Easy. Mở được chưa? Easy. Ồ, có con dao. Fisherman. Tao thấy mở được cigarette. Cái pick không à. Anh xui.
Đường này là đường cục. An à. Đường cục. Cục à. Phải đi đường vòng. Ủa bên đây là gì vậy? Đây là gì? Holy Eternal. Ghê vậy. Là sao? Ý. Bắp vô rồi. Vụ gì thế? DLC à? Nghi lắm à? DLC à? Chết cha bị lột sạch đồ nữa à? Không. Holy Eternal. Difficulty ha. Không có lột sạch đồ. Cái này chắc nhiệm vụ bà điên. Có đạn không? Bà điên. Bà điên. Mày headshot. Ui. Wow. Cái hầm này sao nhiều vậy? Có đánh cũng hơi mệt đó nha. À, có chỗ lock pick nè. Mà chưa biết cái lock pick này được cái ích lợi. Ui. Cái lock pick này công nhận khó. Ta sẽ được cái gì đây? Đó, được cây ru pick. Ây da. Ây, đâu có vậy, đâu có gì. Tao mới bắn bởi người sẵn. Mày làm đâu có mày. Tao đang lắp thích nữa. Nội. Đạn rồi. Anh mờ. Có phi. Để tao đi hồi máu một cái. Chỗ đó đang lắp thích. Chui vô đây là êm rồi nè. Êm đâu mà êm. Nó kêu làm cái gì kìa. Đâu cái chỗ đó đâu. Ở bên kia. À phải leo lên. Leo lên hả? Leo lên thả mấy container xuống. Hiểu rồi, hiểu rồi. Đó là lên cái dạ. Nút. Có phạt khò gì đó một cái vết nữa. Cái lỗ nó che lại. Ê, qua đây cứu tao coi. Đâu à? Rớt mẹ, hết máu. Gãy giò. Có bệt rồi mà. Tại tao có bà điên rồi. Đang nghĩ tao. Đâu. Rồi sao nữa. Clear the nest. Kill all the zombie hả. Chắc vậy quá. Giết hết hả. Vậy phải dụ nó vô mấy cái cách nổ hay gì á. Có mấy cái bẫy á. Qua đây, qua đây, qua đây, mấy đứa, qua đây. Đúng rồi. Clear the nest. Xuống đây, xuống đây. Em mấy cái thằng. Uya, uya, uya. Sửa cây này lại. Điên nè. Ta làm nổ cái bình xăng nữa rồi. Nó điên ghê luôn á. Ủa mày đâu rồi? Ở dưới nè. Ôi có mấy cái có mấy cái chỗ mình có thể lóc thiết được nữa kìa, nhưng mà với tình hình này khó. Đây lên đây. Đây không nữa rồi. Hấp đạn rồi. Thở cái. Ừ.
Còn né nữa hả? Né nữa hay vậy? Nó cạp, nó cắn từ lưa hết. Mày hướng cái gì mà nhảy về không được á. Mình vậy ta? Có vật tiện trên không nữa kìa. Đâu vật tiện đâu? Để chỗ container á. Container màu đỏ. Container màu đỏ. Không phải bằng tiền đâu. Cái chỗ ui, có thằng rớt xuống mà. Ôi vậy hả? Tại tôi thấy bằng tiền đó. Cái này chắc phải cố gắng đá dẫn cái lửa hay cái gì đó quá. Chứ khó ăn quá. Ừ. Vũ khí này hơi yếu. One shot. Đứng ngay chỗ lửa đi. Đá nó vô. Đó cho nó cháy trùng. Tao lưng được rồi. Vô thôi. Đó một thằng cháy rồi. Đó chập mồi. Nãy giờ có Molotov mà sao không xài ta? Đủ lại đi. Ừ. Molotov giỏi. Tránh ra nè, Molotov nè. Chọn đi, chọn đi. Đó, Molotov. Đơn giản hơn chưa? Molotov tiếp nè. Có vậy thôi. Khó khăn. Còn tiếng là còn nó đâu rồi? Nó có chỗ điện giật. Dưới nè. Đâu? Còn sống thôi. Cái này dai vậy. Lì. Tôi tết bấm xuống máy ta. À, thấy rồi, thấy rồi. Ui, 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 ui. Ghê quá. Ở đây ta tranh thủ ta thích lóc cái đây. Có hai cái này đây. Rồi, mấy đứa, trái đi nha. Trái lên đi. Phải lên đi. Cháy lên nào. Mày. Nó có một thằng là chắc xử bằng tay được. Lì. Sau lưng. Đi ra Molotov. Dạ. Trời ơi. Bị cháy mà vẫn còn đập được. Lì. Mấy thằng đó nó hơi mạnh á. Cái đầu nó luôn. Đó hai thằng kia nó sao. Ôi, còn chưa xi nhê. Chưa xi nhê. Bóp cháy luôn mấy đứa. Ở bên đây vẫn còn một em. Dạ không. Lấy cái bắt kịp. Nó la hoài vậy. La hoài là vẫn còn. Thiệt mệt ghê, mấy con này nó dai quá vậy. Lóc đi. Lóc hả? Ừ. Như còn mấy bé đó, coi chừng nha. Ủa chặt ngay đầu mà không chết ta. Dai mà. GRE nè, để coi nó cho cái gì. Cho được con dao. Lì, 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 lì. Vậy, ú, cái xẻ. Cái gì? Coi chừng sau lưng. Phải nó cổ mày. Đó, có cái xẻng. Ôi, cái gì vậy? Đó rồi. Thôi, nằm kêu tư thế khiêu dâm luôn kìa. Còn mấy con kìa. Có mấy con trái. Chức nhắc luôn. Thôi nó còn rất đồ quá chừng nè. Ngay cái chỗ bãi lửa quá chừng đồ luôn. Về bóp. Ra đây hốt. Còn gì nữa không? Hình như còn mấy em kìa.
mấy em nè. Phía dưới. Yeah, the net. Đây nè. Có hai em. Còn tới ba em lận. À. Còn hai con ở trong kia kìa. Nó đây nè. Để cho nó gọn. Có Molotov cứ xài. Chứ chết nữa. Chứ chết nữa. Ây da, ây da, ây da, thằng quỷ. Ủa sao mày chạy vô? Tôi đập nó. Chưa chết, tao quăng một. Chơi kỳ cục. Bóp tim. Bóp tim. Bóp đồng đội. Rồi vô hồi sinh coi. Mày chưa bước qua mới đập được con cái cái nó bóp cho phát. Bóp tai mày luôn không? Anh chưa ta? Clear cái đống hỗn độn. Clear the nest. Ủa còn nữa hay sao mà nó chưa có. Ồ có bịch tiền kìa. Đâu? Quá trời vậy. À mấy cái đồ đây hả? Nè tại vì mình giết mà mình không có lượm đồ á. Cho nên nó despawn cái nó rớt lại bịch đồ. À. Còn mấy em bên này nè. Ừ vậy đi. Cái ngồi xuống lửa lửa cho nó mất công. Rồi chạy âm vòng. Kiếm bịch tiền. Ở đây là đây. Hai bé. Mày. Đấy. Con này có chất độc à. Nổ nó đi. Nữa. Cái cái bình nữa. Mày muốn bóp thiệt đúng không? Ý còn con kìa. Còn con nữa đó. Bên này không có gì. Đi kiểm tra thử coi còn đồ gì để lấy hay không thôi. Có gì ở đây không? Có. Ở đây có đầu không có. Rồi xong. Hết rồi đó. Challenge finish. Vậy thôi. Trời có mấy cái bình này không chịu đập. Hey, Al Capone, you ready to do this? What exactly am I doing? Modulators will help boost the signal so Rise can communicate with Atlas at the far reaches of town. Well, that's a benefit for everyone, not just Rise. Coca có gì đây? Socola. Emperor must monitor his empire. Chết mẹ. Gì nữa? Ở đập bình ga. Nó đổ một đống nó giống. Ôi chưa vô nhà. Rồi mấy thằng điên tới nữa kìa. Mẹ không có chuyện gì làm hay sao hết chứ. Cứu lại. Chúc mừng. Cứu lại. Rồi. Giọt rồi. Ở lại thoải mái. Tao đi mở safe house đây. Xìa. Đi mở safe house. Survivor inside. Nhanh lên, tới đây nhanh lên. Đây. By the mod loot. Ôi da. Vậy cho oh. Ủa có nguyên đóng vậy. Anh hâm mộ dưới chưa? Quá trời. Đâu vậy? Nè tao đang đứng trên liệu nè. Đóng xếp thao lại. Trời Molotov con nó đi. Quang phai rắc cơ làm gì? Nó tập trung rồi đó, rồi đập nó. Hello mấy thằng giỡn mà. Ơi đập nó vô. Đập vô chỗ Molotov. Đập vô. Đập vô chỗ Molotov.
Đẩy nó vô, đẩy nó vô. Rồi là được ha. Nó chết rồi. Đá hoài. Chơi đốt đi. Chơi đốt cho nó gọn. Rồi chỗ này á hả? Ở đây là safe house á hả? Ủa có vậy thôi á hả? Yếu vậy. Không, nó còn cái nhà bên này nữa mày. Có gì sâu không? Giường đau máu không sao ngủ. Bên này nè. Rồi được rồi. Mày ngủ đây. Ở được cái safe house đó rồi. Đây có thằng cầm kìa, thân The Ghoul kìa. The Ghoul à, thôi. Đánh nó mệt. Nó đang đứng trên chỗ điện mày ơi. Ôi 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 ôi. Qua đây coi nè, hai thằng luôn nè. Ủa tao hết cái mày kích rồi. Nén. Hello. Ây da, ây da, điện giật. Ây da, hết mấy kit rồi. Ây da, ây da, không mở cửa rồi. Đi ra. Thôi chạy đi. Tao đạp đứt cái hàng gun ra, cái xong rồi tao chạy. Cream, met the first antenna. Đạp đứt cái nó quay qua. If the power's not on, you'll have to turn it off. There'll be a switch in the small building at the antenna's base. Ờ, có thằng gun nữa kìa. Còn được cái thuốc nổ kìa. Nó cháy. Đó, cái bình đỏ đó. Cái bệnh cục điện kìa. Phải dụ nó chạy qua bệnh. Ê, nó nổ hơi lớn rồi nha. Ó kìa 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 kìa. Quăng đi, nổ ghê lắm. Rồi, tiếng nổ nó sẽ khiến cho những con khác bu tới. Mà thằng đây đó vẫn nè. Không si xiển. Nó không si xiển luôn kìa, coi kìa. Ghê vậy. Ủa. Tiếp tục cho thêm cái nữa nè. Có cái bình ở đây nữa nè, ngay xe nè. Ừ. À mày để trái ngay xe. Có dầu nặng kìa. Thấy sao mày quăng vô, tao đang đứng trên đó. Chết luôn. Chết ngặt luôn. Ở đâu hả, chết đâu hả? Tao đang đứng trên cái xe đó đó. Cái xe nào? Xe của mày đó. Tao đâu, ai? Tao đâu có bằng cái xe bên mày đâu. Tao bên kia mà. Nổ cái đùng luôn. Còn rồi. À, trả thù năm xưa hả mày? Tao quăng cái bình gần tao chứ tao quăng cái bình bên đó đâu ta. Ổ bệnh xe luôn rồi. Là nhiệm vụ gì vậy? Đi lên cái anten đó. Sao mở cái này đây? Lên cái anten làm cái gì? Đi lên ghê vậy. Đi cũng ba con đó. Bây cũng chạy lên được nữa hả? Ủa. Căng thiệt, lên bây cũng tha kho nữa. Cái thằng điên này. Thằng cái banh đầu. Rồi, đồ nào. Ê, ê, rớt là làm gì? Đem đi tiêu quỷ thôi. Dismantle. Nhảy lên mày được vậy? Đi vòng qua đây nè. Vòng ra. Ờ, đúng rồi đó, đi tiếp đi. Đó. À. Tha kho lên. Có chân té nha. Chỗ này có chân té. Đi này chống mặt VL. Bây giờ bắt kho lên thôi. Leo lên. Ủa sao leo lên ta? Căng à. Trời ơi. Đường lên ở đây nè. Mà đường này sao lên nữa? Suy nghĩ. Leo lên đây nè. Ồ. Oh.
Đó, mày còn ở dưới hơn tao nữa. Ủa mày dưới hả? Mày trên hả? Trên hả? Ây dạ. Ôi, mày định nhảy ra đó. Mày lấy leo đây ta. À đúng rồi. Đây leo lên rồi. Úi. Ây dạ. Leo chỗ này ẩu rồi. Chết. À, có chỗ đi qua. Tưởng leo lên luôn vậy chết. Sao leo được nữa? Lên cột dây điện nè. Leo cái miếng. Ê! Thằng nào rớt vậy? Tao rớt. Ồ, tao tưởng zombie chứ. Rồi, nhảy qua. Ủa, đứng đây sao nữa ta? Qua đây nè, qua đây nè. Qua đây nè. Đó, rồi leo lên. Leo lên. Leo lên xong nhìn ở phía sau. Nhìn ở phía bên này nè, nhảy qua thôi. Sao lưng hả? Rồi, bé vậy nè. Thì bé nó xuống luôn. Bye bye. Rồi xong rồi đó. Bé đó đã được đi xuống. Sao không đạp cho nó xuống đi? Đạp nó xuống rồi. Ủa tới chưa? Đây. Ủa? Chết rồi. Mày có để ý gì không? Ủa hình như mình đi sai chỗ. Ừ. Vậy là một đu thằng dây điện đi xuống. Một thằng đi xuống. Đặng đi xuống bật điện. Ở, đi. Tao xuống chờ. Vãi. Ôi mấy hai cái thanh niên nào bơi dưới đây đây. Quay lại kích hoạt điện lên trước. Vãi điện. Để vô coi. Nằm đâu vậy? Cái nhà hả? Ừ, nó có cái nhà. Không được, waiting for the player. Rồi đi xuống đi con. Đu dây điện xuống đi. Đu dây điện xuống. Này thì vượt rào hả? Không có trò chơi kiểu đó rồi. Điên à. Bơi. Ở đó đập con gun chơi. Hay ghê. Waiting for the player kìa. Con gun kìa. Ôi, vô gun mà chỗ khác đi. Vừa mới xuống cái gặp nó luôn. Đây đây đây. Để tao mở lên. Ôi, nha. Ôi, nó đập. Chết rồi, không được. Waiting for the player rồi. Đập cái đó làm nổ hả ta? À, đây 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 đây. Đây 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 đây. Đây đây dạ. Đây dạ. Cu. Đây cu. Thanh niên nhiều ra vậy? Thanh niên khí độc. Thanh niên nữa hả? Ừ, khí độc nè. Ở đó bận bộ đồ chống cháy luôn ta. Ghê vậy? Nó bận bộ đồ chống cháy luôn. Ê, đâu rồi, quay lại. Ồ, đúng rồi. Rồi, qua bển, nhanh lên. Ê, nó xỉu rồi kìa, nó xỉu rồi kìa. Qua bên này. Lấy đồ. Ôi, tiền nhiều. Ôi, quá. Của nó này. Đi, 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 đi. Ê, ta đạp qua đầu mày luôn. Ôi, của nữa. Ôi, đẹp trai vậy. I'm shouting because this fucked up infected motherfucker with guts hanging out of his mouth just spit a bunch of toxic snot at me. Not a bad reason. Ủa, bởi gì vậy? Giết cái thằng đó. Giết cái thằng đó. Ủa, à đây rồi, đây rồi. Đi ra, đi ra. Với cái thằng trên rảnh kìa. Biết rồi. Nhưng mà nó có cái cây heavy rebel của thằng kia kìa. Ở đâu vậy? Cái thằng này đã bị hạ gục rồi. Mày hỏi. Ở đây. Xuống dưới thử coi. Ờ, dưới đây. Mở được rồi. Mở đi, mở đi. Ây da, cái thằng mập này.
Bảo vệ tao mở coi. Ừ. Đây, xuống đây. Đạp nó vô. Chưa có bảo vệ. Ai dạ, nó nổ. Nào nổ vậy? Cái thằng khí độc á, nó đụng cái lửa. Đụng cái lửa nó nổ. Đạp vô đóng lửa đi. Đâu ra nổ vậy? Ai dạ. Trong này được battery. Dạ. Bây giờ này còn phích lóc nữa. Hết máu rồi. Tao hết máu rồi. Phích lóc. Để tao phích lóc. Lóc nữa hả? Vãi. Dạ. Giờ này còn phích lóc nữa. Tao heal cho mày được kìa. Tao heal đi. Tao phích lóc đi. Đó, để phích lóc coi. Cái này không phải kinh dị nhưng mà là hài. Tốt hài. Mày vít lóc tao đứng ngoài tao đập thấy mẹ. Không chưa? Chưa. Cái này ha mà từ từ. Nó không xoay chuyển luôn đây nè. Cũng đập nát hết rồi. Cái này lửa này cháy hoài luôn kìa. Rồi nãy giờ gãy 2-3 cây rồi nha. Không, để tao lóc cho. Rồi đó mày thích đi. Thử coi. Ông bật điện nãy giờ. The power's fucking on. Good. Fucking on rồi kìa. Ăn vậy. Phích thử coi. Bảo vệ cho. À được rồi. Rồi hay vậy. Rồi. Có gì vậy? Ôi kinh luôn. Bao là cái gì vậy? Dữ vậy. Coi thử coi. Ừ. Đó là cái gì vậy ta? Tiền nữa kìa. Đâu? Ô cho nồ gì? À tao lụm khác mày. À không, trên cái bàn đó thì lụm giống á. Còn đồ có thể lụm khác. Survivor boy. Gì đây? Ủa, cái con hồi nãy phun nó chết rồi hay sao vậy? Tao đạp nó vô đống lửa nó nổ đó. Cái con mà phun chất độc á. À thì nó nhảy xuống. Nó nhảy xuống tao đạp vô đống lửa cái nó chết ngắt trong. Giết đúng lẹ luôn. Rồi, lên tới rồi nha. Để vậy. Ủa? Turn on the screen meter. Bắt đầu. Oh shit. Kareem, someone already scavenged this thing for parts. There's nothing up here to switch on. Fuck, I was afraid of that. All right, head to the next antenna tower. It's not too far from there. Just use the zip line and head east. You'll see it. Ê, mày khỏi leo nó đâu xuống đi. Bây giờ mình đâu cần phải leo nó đâu. Đang leo kìa. Giờ tao phải leo lên kia mới đi xuống được chứ. Cái thời gian này tao nâng điểm. Vãi tròn. Chúng ta có thể sửa. Có cơ hội là không phải sử dụng cái đồ booster. Này là cái gì? Electric fan. Làm mấy cái bẫy. Ném mấy này hả? Siêu master. Rồi. 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 Điểm này cũng không có cảm giác là muốn nâng lắm. Làm gì đó? Cắt tóc. Chém ai đó? Cắt tóc. Để coi thử cái bow stun. Đạp qua đầu cái tool cái. Được đó nha. Chiêu này để dành là, hả, chạy vui lắm á. Drop kick. Chắc nâng chiêu này chơi. Làm gì đó. Ra tao đạp mày xuống bây giờ đó. Tay quần đồ. Đạp không mất sức hả ta? Nè, để biểu diễn cho. À, đạp qua đầu. Bấm quy có gì thấy ta? Chạy đạp qua đầu được ta? Đó, đúng rồi đó. Nè, đó, để biểu diễn. Ê, đứng sát sát vô coi. Ta đạp, ta bay dưới sao? Rồi, để ta đứng đây rồi, biểu diễn đi. Sao vậy? Đứng vô. Ủa kỳ vậy? Đâu rồi? Thấy không? Nãy bay qua đầu luôn á. Bấm quy chơi với nhau bay qua đầu được luôn hay thiệt.
Ow! Gì đó? Rồi xong, thằng kia nhảy lầu. Đại diễn. Nhảy xuống đâu rồi? Đại diễn. Ủa, nó có mấy cây hớp nữa kìa, giờ này mới thấy nha. Hèn gì bữa giờ không có chế tạo được cái thuốc gì hết trơn hết á. Có hớp hả? Ờ, có hớp. Airdrop ở gần mình kìa. Rồi, và nói tóm lại, trong ngày hôm nay chúng ta vừa tới được cái antenna hay là cái... Ồ, rồi, tưởng kia nhảy xuống chứ. Sao nhảy xuống luôn, tôi đang kết thúc nè. Kết xuống cái chỗ đẹp luôn. Và chúng ta đã tới được một cái cột. Đây là cột anten nhưng mà không thể nào kích hoạt được, bởi vì có người khác đã lên chôm đồ mất rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Em lại các bạn trong tập kế tiếp. Bye bye.